Chào các bác đã đến với lò rèn Thảo PS. Hôm nay với một mẫu rầm đặc biệt mà nhà em vừa mới làm xong. Như các bác nhìn đây là bạn người mẫu nhà em đang cầm một chiếc rầm. Đây là một chiếc rầm em gọi là chiếc rầm mo nhé các bác anh nhé. Về chất liệu nhíp thì bác nào mà đã dùng của bên em thì các bác biết rồi. Chiếc rầm mo này để không mất thời gian của các bác thì em sẽ báo giá luôn từ mẫu 1. Cái này sẽ là 250.000 nha các bác anh nhé. Các bác nhìn chất liệu này. Và với chất nhíp của nó thì em quay tận nơi cho các bác anh xem. Và hàng nghìn những sản phẩm như này nữa thì ngày hôm nay em sẽ nhận gửi và làm hàng đặt cho các bác luôn nhá. Chiếc rầm này em đứng lên để xem là tổng chiều dài của nó sẽ cao bằng người mình không. Nó cao tầm độ 1m3 nha các bác anh nhá. Tổng chiều dài sẽ là 1m3. Đấy, ok về chiếc rầm bứng chuối này rồi. Bây giờ là tới những mẫu xà beng ở dưới, phần bên dưới xà beng thì em sẽ có 1m5, 1m6 này các anh này. Chất liệu là thép y cụ và những cái xà beng này thì em đang gửi cho các anh rất chi là rẻ luôn. Giá của nó chỉ tầm từ 150.000 đồng cho một chiếc thôi. Nếu như to hơn, dài hơn thì lại giá cao hơn nhé các anh nhá. Còn tới những mẫu cuốc thì sao? Thì đây là những mẫu cuốc của bên em. Cuốc thì hiện tại thì em tại xưởng như em là đang hàn bằng thép lưỡi cưa. Đấy, cẩn thận em nhá. Đây là cuốc lưỡi cưa này các bác anh này. Lưỡi cưa này thì em đang đủ size và giá rẻ nhất của nó là từ 60.000 đồng trở lên. Em đã cầm chiếc cuốc lưỡi cưa lên để cho các bác anh nhà mình được nhìn chiếc cuốc lưỡi cưa đấy đi. Đấy, các bác anh nhìn nhá. Cái này sạc thì phải gọi là cực kỳ là ok luôn. Lưỡi cưa các bác anh nhà mình không bao giờ lo mẻ nha các anh nhá. Sử dụng cực kỳ là thích luôn. Size số thì đủ, các anh cần to em có to, cần làm nhỏ em có nhỏ. Em làm theo yêu cầu của các bác anh luôn nhá. Còn về chiếc cuốc tây này gọi là cuốc tây lưỡi cưa này các bác anh này, sẽ có đủ size luôn và nhiều, rất chi là nhiều. Đấy, cái này cũng sẽ bằng lưỡi cưa, cái này vừa cuốc vừa xúc cực kỳ là ok. Đấy, còn quay về bên này cho các bác xem về những, em cầm cho các bác xem một cái lưỡi rầm, à cái lưỡi dìu chữ A mà bên em đang thanh lý với giá rẻ. Đây, các anh nào mà đấy là dìu cứu hỏa, dìu mỏ đây. Dìu chữ A nhá, 60.000 đồng trên một cái. Là cái giữa dìu mà không có cái nhọn đấy. Mình đưa lên cho các bác nhìn. Đấy, 60.000 đồng trên một cái thôi các anh nhá. Các anh làm bao giờ đã hỏng, 10 năm cũng chả hỏng cho em. Đấy, và tiếp tới là những bộ cuốc chim này. Cuốc chim thì nhà em sẽ có giá từ 100.000 đồng trên một cái. Cuốc chim cái đấy là cái lớn nhá. Cái này là cái đại, cái nhỏ kia kìa, là 100.000 đồng cho một cái. Thì cũng tùy thuộc theo kích thước mà các bác các anh nhà mình có nhu cầu dùng nhá. Đấy, rất chi là ok. Còn về đây là những mẫu dìu, em có dìu gọn, dìu le này các bác anh này. Giá của nó cũng rất chi là hợp lý luôn. Cái này thì hôm nay lò rèn em vừa mới làm ra, chắc nó chỉ tầm độ 150 một cái thôi. Các bác muốn mua lớn hơn thì giá của nó sẽ lớn hơn. Còn đây cái cuốc mới này, cái cuốc mới này thì rất nhiều bác có nhu cầu. Em đang làm là 250.000 đồng cho một chiếc nhá các anh nhá. Đấy, các anh làm đất cứng sử dụng cái này. Còn đây là lưỡi mai. Lưỡi mai này đặc biệt cho các anh nhà mình sắn đất này. Sắn đất thì phải gọi là cực ok luôn. Sẽ có lưỡi nhỏ và lưỡi to như thế này. Với một chiếc mai sắn đất như thế này thì bác nào mà cần sắn ở những vùng đất cứng, đất mềm, cái này 150 nha các bác nhé. Cái này thì em đang làm 3 loại, một loại 200, một loại 250, em miễn phí ship. Và các anh muốn hàn cán thì em sẽ hàn cán luôn nhé. Cho các bác xem cái dìu cầm tay mà bên mình đang bán nhiều nhất đi. Ở bên này em ơi, chiếc dìu này thì hôm qua em đã bổ gạch cho các anh xem rất chi là nhiều. Đây, con này là con đa lăng nhá, các anh có thể chặt xương này, chủ yếu các anh chặt xương trâu, xương bò này, nhổ đinh này, đóng đinh này, và đầu lưỡi thì để chặt tre, chặt gỗ cứng các loại luôn. Và giá các bác biết bao nhiêu không ạ? Em đang là 150.000. Hôm nay anh nào đặt hàng em sẽ để cho giá là 80.000 đồng cho một chiếc thôi các anh nhá. Cái này thì phải gọi là quá đỉnh luôn. Em đã gửi trên toàn đất nước Việt Nam, tất cả các bác đã biết tới những mẫu dìu này của bên em. Bác nào có nhu cầu cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại để em tư vấn trực tiếp nhá. Còn về những mẫu cái xà cầy, xà cầy cẩn thận nhá, cái xà cầy bên trong kìa em ơi, cái xà cầy đúng rồi đây ạ, 60.000 đồng một cái nhá, một đầu nhổ đinh và một đầu nhổ đấy. Và với những mẫu rầm nhỏ này các anh này, làm vườn rất cần này, rầm cong này 50.000 đồng cho một cái thôi các anh này. Liềm cắt cỏ cắt lúa từ 20.000 đồng một cái này. Những mẫu búa này này 30.000 đồng một cái này. Đấy, tất cả những cái dụng cụ ngày hôm nay thì như các bác xem ở phía trong kia là những cái mẫu rầm hàng đặt nhá. Nó cũng như cái rầm chuối đây, nó cũng như cái rầm chuối này. Nhưng mà nó sẽ là mẫu rầm đặt. À, em cầm cái thủng nhỏ cho các bác xem, cái thủng ở chân ý. Đấy, cái này nhá, cái này thì chỉ có 100.000 đồng cho một cái thôi. Đấy, với tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp ngày hôm nay thì em quay qua một chút thôi nhá. Anh nào mà đã xem được kênh của em rồi thì các anh đã tìm được một lò rèn chính về tất cả những dụng cụ nông nghiệp. Đừng quên nhấn like, nhấn chuông và nhất là đăng ký kênh của em để em làm hàng đặt cho các anh và em sẽ bao rẻ nhất đất nước Việt Nam này luôn. Nhớ liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại có Zalo đã ghi ở trên góc màn hình đó các bác ạ. Cảm ơn các bác nhiều nha.